Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Vào ngày 28 tháng 8 mình có một cái video hướng dẫn các bạn nhận 100 token Jojo từ sàn Jojo Swap mạng Polygon Matic này bạn. Thì bạn nào có tham gia dự án này cần click phần link mô tả dưới video mở link form ra khai báo để token phân phối nha bạn. Rồi xong đầu tiên các bạn điền địa chỉ email của tất cả các bạn vào nè. Dòng thứ hai thì các bạn điền là username Telegram tất cả các bạn nha bạn. Thì các bạn mở Telegram tất cả các bạn ra nè. Bạn nhấp vào ba cạnh cùng vào setting nè. Sorry các bạn. Giờ setting nè các bạn copy username mình nha bạn chứ không phải là UID nha các bạn lưu ý á. Rồi bạn dán vào đây nè. Rồi tiếp tục thì các bạn điền là username tại Twitter các bạn đã follow trên có dự án nè các bạn. Đây này nè, chính nè các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn điền là username minimum thì các bạn trở qua công bot nè các bạn. Rồi, các bạn trước kia đã khai báo username minimum trên công bot thì các bạn việc lướt xuống các bạn tìm nha các bạn. Đây nè. Rồi các bạn copy lên thôi các bạn. Rồi cái mục Add Polygon Network này thì trước khi các bạn đã khai báo trên công bot địa chỉ nào thì các bạn copy lên địa chỉ đó nè các bạn. Các bạn copy địa chỉ wallet mình ở chỗ này nè các bạn. Rồi các bạn dán vào đây nha tất cả các bạn. Rồi cái ảnh balance này thì các bạn vào công bot nè các bạn. Các bạn lướt xuống các bạn. Các bạn bấm vào một account nè. Nếu nó không hiện hiện tại con bot nó đã end nè các bạn, thì nếu mà nó không hiện thì các bạn cứ chụp cái bức ảnh balance sheet của các bạn như bao nhiêu ghép đó các bạn. Các bạn nhấp gì các bạn chụp được rồi các bạn. Các bạn chụp hình lên nha các bạn. Vì mình chụp trên đây các bạn, mình lấy 27 ghép các bạn. Mình chụp tại đây nè. Rồi tất cả các bạn gỡ cho nó các bạn chọn tạp nè. Rồi các bạn chọn từ thiết bị nè. Rồi các bạn muốn chọn nha các bạn. Rồi các bạn bấm tải lên nè các bạn. Rồi sau đó gì các bạn muốn gửi thì bạn thì cái liên phong này nó có hiệu lực là trong vòng 42 giờ nha bạn. Các bạn cố gắng rút nhanh nha bạn. Để tôi cần phân phối các bạn không điền liên phong này tôi cần nó sẽ không phân phối các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những video clip tiếp theo tụi mình nhé.